Cơm treo là mô hình khách đến ăn cơm và trả tiền thêm một hoặc nhiều suất cơm khác rồi gửi lại quán. Quán sẽ dành suất cơm này cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đây có thể xem là một hình thức thiện nguyện gián tiếp. Quán là cầu nối giữa người cho và người nhận. Mô hình này cũng đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay và được mọi người đánh giá là vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Và mới đây thì tại Hà Nội, một mô hình tương tự vẫn treo cũng đã xuất hiện và nhận được sự đón nhận của đông đảo người dân thủ đô. 7 giờ sáng, quán phở ở phố Bảo Khánh rất đông khách, trong đó có nhiều người cao tuổi, công nhân lao động. Hàng ngày nhặt ve chai để mưu sinh tại Hà Nội, bà Hiền, 77 tuổi, rất xúc động khi thường xuyên được thưởng thức món phở Hà Nội tại quán phở đặc biệt này. Ăn mấy bữa cũng được, ăn bữa cả ngày cũng được, có cô cũng không cấm đâu, lúc đói nào thì ông bà ra ăn thôi, rất là tốt. Phở treo là hình thức từ thiện mà quán ăn này đã triển khai được hơn một tháng nay. Mỗi ngày chủ quán tự treo 30 bát phở không đồng để mời những người có hoàn cảnh khó khăn. Khách đến ăn cũng có thể treo thêm các bát phở để tặng cho những người khó khăn phải làm việc cả ngày. Số lượng các bát phở tặng miễn phí được treo công khai trên bảng trong quán. Cũng như là một cái duyên thì cảm thấy rất là tuyệt vời, thì sẵn sàng góp một ít cũng như công sức cũng như tiền bạc cho cô chủ quán treo. Nó hoàn toàn giống với xuất phở bình thường, nó chỉ là nhiều hơn thôi. Bởi vì người lao động sẽ ăn nhiều hơn, cái bát nó sẽ to hơn. Hiện tại giờ là mình đã giải thích cho những cái người mà đến ăn phở treo ấy, là đây là của một khách khác gửi lại cho những người ăn sau. Họ không còn ngại nữa, họ cũng rất là vui. Những người đến quán phở treo chủ yếu là người già, người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ. Từng trải qua giai đoạn khó khăn, nên chủ quán mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa trong cộng đồng. Chỉ đơn giản là sự chia sẻ từ người có điều kiện hơn, chia sẻ cho những người khó khăn hơn. Và đặc biệt là mình muốn nhiều hàng sẽ treo lên. Bởi vì khi mà ta đã treo lên mà ta có tâm ấy, thì sẽ cộng đồng sẽ cùng chung tay với mình làm, mà không phải một mình làm đâu. Bên cạnh mô hình phở treo, chị Lệ cũng đang triển khai song song hai hoạt động là bát cơm nhân ái và tủ thuốc miễn phí. Toàn bộ số tiền ủng hộ của khách ăn ở quán sẽ được dùng vào việc chuẩn bị suất cơm cho các bệnh nhân đang điều trị ở một số bệnh viện lớn, người già neo đơn hoặc người có hoàn cảnh khó khăn. Với tâm niệm cho đi là còn mãi, chủ quán phở đặc biệt này luôn mong muốn những việc làm thiện nguyện sẽ được lan tỏa để nhiều hơn những phận đời gian khó vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục lao động, vươn lên trong cuộc sống.